Đảng Bộ Văn phòng Bộ Công Thương vừa tổ chức đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy và đại diện lãnh đạo văn phòng qua các thời kỳ đã đến tham dự và chúc mừng đại hội. Theo báo cáo tại đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, cán bộ, công chức và người lao động văn phòng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ văn phòng bộ lần thứ hai đề ra văn phòng bộ đã chủ động hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt như tham mưu cho lãnh đạo bộ trong điều hành hoạt động bộ trong công tác cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin công tác thông tin truyền thông công tác văn thư lưu trữ vân vân đối với công tác lễ tân hậu cần phục vụ hoạt động của bộ đã ngày càng chuyên nghiệp hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo bộ, công tác xây dựng đảng được tăng cường trên mọi mặt, chất lượng đảng viên và tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, nhiệm kỳ vừa qua trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, cụ thể như công tác cán bộ còn thụ động, việc kiện toàn cấp ủy, lãnh đạo cấp phòng chậm, chưa kiên quyết, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chưa chủ động, chưa đáp ứng được yêu cầu. Tại đại hội các đảng viên đã thống nhất 100% phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đã cân nhắc lựa chọn để bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng vào ban chấp hành Đảng bộ văn phòng khóa 3 là những đồng chí có lập trường vững vàng, kiên định, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, có trình độ, trí tuệ và năng lực tham gia các quyết định của tập thể ban chấp hành, có khả năng tổ chức, thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà đạo hội quyết nghị.